À, chào các bạn, hôm nay mình về cái quần năm lá hai nha các bạn. Năm lá hai đây là nó cũng là một cái quần ống suông nha các bạn, nhưng mà nó có hơi quách nhẹ. Nếu mà ai mà thích hơn tí nữa là rất đẹp, nhưng mà nó vẫn màu xanh. Để mình sẽ khui ra các bạn coi nha. Đây các bạn, đây quần 5 lá 2 đẹp cực kỳ các bạn. Ồ, nhãn rất đẹp, bò tràng đẹp vai. Mình quay chi tiết cho các bạn nha. Đây là tem túi nha các bạn. Tem túi ở Việt Nam mình vẫn làm chưa được như vậy các bạn. Nó Việt Nam mình làm tem xấu lắm, cả Trung Quốc mà làm ấy các bạn, xấu lắm. Rất đẹp. Ai. Đây các bạn. Nó có quách nhẹ các bạn. Đấy. Nó có quách nhẹ các bạn. Suông, các bạn thấy dáng suông không? Nó có quách đằng sau cái đùa, cái chỗ cái gối của mình đó, đằng sau đó, nó có quách rô mèo sơn các bạn, quách sơn nó rất đẹp. Lại một xích, mà một xích. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy đẹp không? Quách nhẹ, sơ rất đẹp. Đây là cái quần 5 lá 2 các bạn. Đây là cái quần xịn Levi's 5 lá 2, dây kéo, nó bằng dây kéo các bạn. Ồ, còn gì? Dây kéo đã không? Đồng sống lốt rồi các bạn. Đây, bên đây không? Đẹp. Nó vắt sổ thì nó phải đánh bỏ cho bên nha các bạn. Bỏ. Đẹp. Lật túi cực kỳ. Các bạn thấy nó in không? Đây. Ừ. Đây các bạn. Năm lá hai. Không không năm năm lá hai là các bạn quần. Cái mã code của nó là 005 02 003 số 2 nha các bạn. Cái quần này cũng nhà máy sản xuất ở Việt Nam nha các bạn. Bhutan Việt Nam nè các bạn, Made in Việt Nam các bạn. Cái này không biết sao nó có chữ D nữa này. Hàng này là hàng để mình coi đi đâu. Hàng này mình cũng không biết đi đâu và chắc cũng thị trường Nhật nha các bạn. Ở đây Nhật đem về. Đây là cái quần 5 5 5 5 nha các bạn. Đó, mình quay rõ cho các bạn coi này. Rất tuyệt vời. Nó là suông nha các bạn. Đó, size chính. Ống là khoảng 19-20 nha các bạn. Tại vì cái mình quay giá thấy nó bự chứ ống khoảng 19-20 à. Màu rất đẹp.
đừng một lá này các bạn. Rồi đừng chỉ rất tuyệt vời luôn, bò tràng các bạn. Tuyệt vời. Đây là năm lá hai, tuyệt vời, năm lá hai các bạn. Đấy. Các bạn nào mà mua đồ quần đó nghe, ống suông hai xà lem 2581 thì các bạn cứ comment ở dưới đó. Comment ở dưới đó thì để lại số điện thoại cho mình đó. Rồi size máy cái loại nào, ống suông hai xà lem đó thì mình sẽ liên lạc các bạn, order mình sẽ báo. Tại vì cái hàng đây là hàng xịn nha các bạn. Hàng lên với xịn nên nhiều lúc nó không có các bạn, nhưng mà giá bằng các bạn nào mà truy cập ở trên web á, mà tra cái mã nó vô, giá bên nước ngoài nó bán cả trăm đô nha các bạn. Nhất là thị trường mình nhiều cái các bạn. Nên ở mình ở đây mình bán 750.000, 700 đến 750.000 tùy theo mã nha các bạn. Các bạn nào mà thích mặt hàng hiệu mà đúng tiền á thì các bạn cứ comment ở dưới. Mình đã mấy video trước mình đã chỉ cái hàng nào là hàng xịn rồi. Thì chắc các bạn cũng biết, một phần nào cũng biết đó là hàng xịn là chỗ nào các bạn. Đây là xe 29 5 lá 2 ống suông nha các bạn. 5 lá 2 này, 5 lá 5, 5 lá 4 và 5 lá 1 đều ống suông, nhưng mà 5 lá 2 với 5 lá 5 thì nó ống thì nó hơi suông, hơi bự, hơi lớn hơn một tí 5 lá 1. Đây các bạn. Máy bay các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái quần mới về 5 lá 2. Các bạn đã mua hàng thì nhớ comment ở dưới nha, để lại số điện thoại nha các bạn. Nếu muốn mua hàng xịn, chỗ mình đặc điểm là phải bán hàng xịn cho các bạn nha. Không bao giờ bán hàng hàng nhái nha các bạn, hàng nhái nhìn như biết liền nha các bạn. Máy bay các bạn.